Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay. Tin tức về việc mất khả năng thanh toán của ngân hàng Silvergate đã khiến Bitcoin sụt giảm mạnh trong ngày hôm nay. Đã có thời điểm Bitcoin giảm tới 5% chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ và tụt xuống dưới mốc $22.000. Ở thời điểm hiện tại, Bitcoin được giao dịch ở mức hơn $22.300. Ngân hàng tập trung vào tiền điện tử Silvergate Capital đã gây chấn động khắp thị trường. Ngân hàng này đã trì hoãn việc nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC do phải đối mặt với khủng hoảng niềm tin. Với động thái gần đây, thị trường crypto đã tách rời khỏi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Khi Bitcoin giảm giá thì S&P 500 đã kết thúc với sắc xanh, tăng gần 1,5% trong phiên giao dịch đêm qua. Các nhà đầu tư tiền điện tử đang lo sợ khả năng phá sản của ngân hàng Silvergate trong tương lai. Một số người cũng đang suy đoán liệu Silvergate có đi theo con đường của FTX hay không. Trong khi đó, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase cũng đã từ bỏ mối quan hệ đối tác với Silvergate. Các bên liên quan cũng nhanh chóng lên tiếng về cuộc khủng hoảng này. Công ty đại chúng nắm giữ lợi Bitcoin lớn nhất thế giới là MicroStrategy đã thông báo rằng họ không có tiền gửi tại ngân hàng Silvergate. MicroStrategy viết: "Chúng tôi có một khoản vay từ Silvergate chưa đến hạn cho đến quý 1 năm 2025. Khoản vay sẽ không đẩy nhanh tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc phá sản của Silvergate. Tài sản thế chấp bằng Bitcoin của chúng tôi được giám sát chặt chẽ và chúng tôi không có một quan hệ tài chính nào khác với Silvergate." Giá cổ phiếu của Silvergate Capital trên sở giao dịch chứng khoán New York đã lao dốc mạnh và giảm tới 57% chỉ trong một ngày. Như vậy, cổ phiếu của Silvergate hiện đã giảm gần 99% kể từ mức đỉnh hồi tháng 11 năm 2021. Trong bối cảnh hồ sơ nộp lên SEC bị trì hoãn và có thể mất khả năng thanh toán, thông tin về Silvergate đã tạo tâm lý vô cùng tiêu cực cho các nhà đầu tư crypto. Việc Silvergate rơi vào khủng hoảng diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang cố gắng cắt đứt các mối quan hệ giữa các ngân hàng và các công ty tiền điện tử. Điều này có lợi cho Hồng Kông và Trung Quốc đang dần trở nên thân thiện hơn với tiền điện tử. Trên Twitter cá nhân của mình, CEO sàn Binance cũng đã nhanh chóng lên tiếng về đợt giảm giá này. CZ viết rằng: "Bitcoin, lại một lần nữa, một số người thường ghen tị với những người khác đã mua được Bitcoin những lần giảm giá. Đừng trở thành những người ghen tị đó vào ngày mai." Ngụ ý của CZ tương đối rõ ràng. Ông cho rằng, thời điểm Bitcoin giảm giá là thời điểm thích hợp để mua tích trữ Bitcoin và chờ đợi giá sẽ tăng trở lại trong tương lai. Đó cũng chính là cách đầu tư thông minh nhất để có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường này. John Turow, người đứng đầu bộ phận giao dịch tại sàn Independent Reserve cho biết, Silvergate là một trong những nhà cung cấp chính cho dịch vụ ngân hàng bằng đồng đô la Mỹ cho ngành công nghiệp điện tử. Bất kỳ lo ngại nào về tính thanh khoản sẽ có tác động trực tiếp đến điều kiện thị trường và có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và tính sẵn sàng của một số quỹ của khách hàng. Lĩnh vực tài sản kỹ thuật số cũng đang phải đối mặt với sự siết chặt quy định rộng rãi hơn ở Hoa Kỳ, cũng như rủi ro về việc Fed sẽ tiếp tục chính sách tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.